Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ review 8 tựa game. Chúng ta hãy bắt đầu tựa game đầu tiên này. Mình sẽ trốn chạy ra khỏi sự truy đuổi của những con quái vật. Và mình sẽ chơi chạy trốn khỏi nhà tù đi. Let's go. 10 phút 59 giây à? Thì kỷ lục của bạn sẽ bị nghỉ phá mà thôi. Bắn mình à? Anh chàng người nghiện để bắn mình ạ. À? Nó đuổi theo mới sợ ấy. Mọi người đều trốn hết ở đây. Sợ cái tên đi bắn à? Khi mà giành chiến thắng cái trò chơi này thì chúng ta sẽ lấy được Bezoka nha. Mình sẽ lấy cái tổ Bezoka đó và quay lại tìm tên đấy. Nếu như hắn còn ở đó. Người nghiện của tôi hả? Thank you.
Tiêu diệt nhanh gọn luôn. Thì có thể thực hiện được dưới 8 phút mà không thể nào là mình gặp may mắn. Bây giờ mình có súng rồi nhé, mình có thể lấy súng bắn người khác này. Đấy, nhanh chóng bây giờ đây rồi. Chạy lên thế nhỏ. Mình có thể rút súng bắn bắn anh ta đấy. Review những tựa game tiếp theo trong video này. Mình sẽ chơi Bassmaster. Player 1, choose.
shot. Finish him. Hai phát là xong rồi. Dasgoki. Con tướng mình ưa thích nhất trong cái trò chơi này lại đi đối đầu với mình. Bullseye. Ôi mà bắn con 19 có phải hay được không? Bắn con 19 thì headshot. 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 Finish him. Fatality. Epic win. Player one, choose. Leonidas. Headshot. Bullseye. Jim. Headshot. Bullseye. Headshot. Headshot. Finish him. Epic win. Player one, choose. Thank you.
Headshot. Tấn công cùng. Finish him. Bostic sẽ là tựa game tiếp theo của video này nhá. Oh man. Wow. Yes. Ma 16. Cái gì đấy?
Bye. Yes. Chỉ lấy được 2 sao mà người chủ quan. Okay, mình sẽ review tựa game tiếp theo. Mình sẽ chơi Bye Bye Stu. It's an emergency. I need your car. Chiếm đóng các lãnh thổ. Bạn đưa tôi à? Tôi xin thằng canh giữ ở đây luôn. This is my car now. Oh.
đấu ở đó. Bị chiếm bóng lại phía bạn không giữ được lãnh thổ à. Nice car, I'll take it. Bây giờ mình sẽ review tựa game tiếp theo. Làm quả xe hạng D nhỉ. Đấu map Japan. Thank you.
chính đầu tiên. Sure. Review những tựa game mà còn lại trong video này. Zone Sticker sẽ là tựa game tiếp theo đây. Tựa game này cũng khá là hay. Xuống tầm. Ui 13M là tôi chịu. Bắt đầu chiếu rồi. Chạy rồi.
bóp ra cái là bị tiêu diệt ngay. Ok, và bây giờ thì mình tiếp tục review Superhero nhé. Ok. Vẽ có được không? Đừng nghe vẽ. Hơi ố dày. Thank you.
qua cái cửa ải đó sau, và mình sẽ review tựa game cuối cùng trong video này. Sovereign. Let's go. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nha. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại các bạn. Bye.